À, rồi, xin chào các anh chị ở trong Zoom tối hôm nay. Thì Thành xin chia sẻ về sử dụng máy đắp bi. Thì đến tại bây giờ thì gia đình Thành sử dụng hơn coi như hơn 1 năm. Thì 3 tháng đầu tiên là nó có cái tính hiệu quả. Về tính năng thì em sơn em là sâu hết rồi. Là trị liệu hồi này cũng đưa ra một số cái hiệu quả khi sử dụng, thì Thành sẽ mà đưa thêm một số cái hiệu quả mà khi Thành sử dụng. Thì sau 3 tháng mà sử dụng á thì cái bệnh mà trào ngược của Thành là nó hết. Vì trước đây Thành thấy là một lần mà có đi vui vẻ với bạn bè uống hai ba lon bia gì đó thì nó có cái dạng là tức ngực, bởi vì cái men bắt đầu nó dồn lên, nó làm tức là khi đó là Thành biết là cái bệnh trào ngược. Nhưng mà sau khi 3 tháng sử dụng thì đến bây giờ là coi như không còn nữa. Rồi, cái hiệu quả thứ hai, là Thành thấy là cái viêm hồng, bởi vì công việc chính của Thành là đi đi dạy, Thành là dạy môn toán mà là một giáo viên ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây thì dạy toán nhiều lắm, dạy suốt từ thứ hai đến chủ nhật luôn á, đến khuya. Đấy. Thì cái bệnh viêm hồng nó cũng thường xuyên xuất hiện. Thì 1 năm nay á, là cái viêm hồng nó coi như là không có cái xò xẹt gì cả. Thì đó là cái hiệu quả thứ hai. Sử dụng như thế nào thì có cái nước 3.5 á, nước điện giải axit á, thì mình xúc họng. Cứ một lần về nhà thì mình xúc họng. Rồi là cái hiệu quả thứ hai. Cái hiệu quả thứ ba là cái nước bi thì nó có cái lượng hydrogen, cho nên là mà hydrogen thì nó có chức năng là giải độc, giải độc tố, cho nên là Thành thấy là cái da mặt của Thành càng ngày có nó sáng sáng hơn. Và trước đây thì nó có một số cái nếp nhăn mà bây giờ thì thấy nó cũng mờ mờ dần đi. Là cái hiệu quả thứ ba là cái nước da nó sáng hơn. Cái hiệu quả tiếp theo đó là không có cái cảm cúm, không có cái cảm cúm, cái đau lặt vặt là như không không còn. Đó là cái thứ tư. Còn lại những cái tính năng mà thông thường thì nhà, ví dụ nấu cơm hay nấu canh hay là dùng nước để rửa hoa quả, rửa trái cây để cho nó tống cái chất mà bảo quản, hay là chất thuốc sâu có trong trái cây ngoài da đó. Rồi sử dụng nước loại 1, loại 2, loại 3. Nói chung là trong gia đình của Thành thì coi như sử dụng triệt để các cái loại nước của máy bi. Thì khi mà Thành thấy có hiệu quả thì có những cái cuộc mà cuộc 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 hẹn, mà có nghĩa là có vui vẻ ở đây là các nếu các chị thì không, chứ còn mấy đàn ông thì trong cuộc sống có hẹn hò với nhau rồi nhau nhận thức. Thì hôm nào mà có cái cuộc hẹn mà Thành biết trước thì thông thường Thành cũng xách đi 2 chai nước suối. Bây giờ thì có cái bình này, cái bình bình vai tắt này thì Thành xách đi, và cứ trước khi nhậu thì Thành cũng rót ra chia sẻ cho các anh em ở trong bàn nhậu uống. Thì bây giờ bàn của Thành bây giờ thì cũng biết về các cái ứng dụng, các cái tính năng tốt của nước bi, cho nên là cứ đi là chia sẻ là các bạn bè bạn uống, và nói rằng là uống xong rồi về đâu có say mà không có tiểu đường là cao đó. Còn mà hôm nào mà bị đồng, ví dụ như đi ở trường mà rồi xong rồi đi nhậu luôn thì cuối giờ thì cuối đêm mất khi trở về nhà thì Thành cũng sử dụng vi, thì sáng hôm sau nó không có cái trạng thái lư đư mệt mỏi như trước đây. Nếu mà trước đây mà không có nước vi thì cái hiện trạng nó lư đư của ngày hôm sau khi mà sử dụng vi nhiều là nó có, thì bây giờ nó cảm thấy nó khỏe hơn. Và trong những người bạn của Thành thì như chiều hôm nay Thành đang gọi một cái người bạn là mua một cái máy vi 95 triệu đó, cũng từ Thành an toàn. Vì mình thấy
tốt, cho nên là mình an toàn cho bạn, bạn mua luôn. Và thân họ thì sử dụng 6 7 tháng rồi, thì coi như là nhà có cái hiện tượng là có ai cũng lặt vặt hay là có bị cái bệnh là táo bón hay là gì về dạ dày không, rồi đi nhậu về có thấy khỏe không, thì nó thấy khỏe bình thường, nhà bình thường cả. Và nhà bạn có đứa con nhỏ thì cậu để ý cái răng của cái đứa bé nhỏ đó, nó mọc lên con thì cảm thấy con nhanh hơn, nhanh hơn không? Bởi vì cái nước bi thì nó cũng cấp khoáng, thì thứ nhất là nếu mà trong cơ thể của mình mà thiếu thiếu hụt kiềm đó, tức là mức độ axit, thì đương nhiên một số cái canxi ở trong xương nó rút ra để trung hòa, cho nên là nhiều khi răng nó cũng bị chầm như mấy đứa nhỏ, hoặc là nó bị sâu hư răng. Thì thằng họ nói yên và nói tốt, thấy chắc là cũng để ý chứ mà thấy không tốt đấy, là cái ông bà đấy. Rồi rồi một cái người bạn thứ hai dạy ở bên trường đại học, thì cái bạn đó đương nhiên là trường trước đây trường cung cấp mấy cái bi rồi, thì bạn khi mà cái thằng có chia sẻ bên mấy bi thì các bạn là mua luôn mấy bi, thì bạn nói là chồng của bạn bây giờ là đi nhậu nhà về thì rất là thích. Đó là cô ấy, thì cô chia sẻ là về là coi như uống đi nước vui thì thấy không có mệt mỏi, cho nên là có hai người bạn chia sẻ ra, thì họ mua về và họ trải nghiệm thì thấy trong gia đình là đều là thích cả. Như vậy thì rõ ràng là cái máy pi này rất là khi sử dụng rất là hiệu quả. Một số cái mà thấy rõ ràng luôn sau 3 tháng rõ ràng luôn đó. Và đặc biệt là nếu mà bạn nào ở trong dung của mình, nếu mà nếu mà sử dụng cái máy bi đó, từ cái máy bi thì khi mình trải nghiệm mình cảm nhận được thì mình an toàn rất là tự tin, và mình cũng có thể là giới thiệu cho bạn của mình hay cả người thân của mình, thì họ 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 thấy thuyết phục hơn. Thì đó là cái câu chuyện của thành sử dụng máy bi được hơn năm, thì đó là những trải nghiệm. Xin cảm ơn các bạn, thì đã lắng nghe. Thành xin nhận lại cho Sơn.